Ai là người giết ông trùm khu 13? Khi bạn là một biker, không có nghĩa là bạn sẽ chỉ biết thể hiện trên đường đua. Hơi thở của một biker đích thực không chỉ nằm ở kỹ năng, mà nó còn là tinh thần. Tính ra số mày lớn á, mày bị té xe vậy mà không có chết. Mày phải nợ tao một mạng. Kể từ nay, mày là người của hội. Mất dạy. Suốt ngày cái bám theo cái tụi đuôi xe. Rồi còn xin vô làm khu 13 nữa. Để làm gì? Đám này là đám hunter. Cánh tay phải của họ Tam Hoàng. Mỗi khi mà họ có chuyện á, bọn này đi giải quyết gọn gàng và sạch sẽ. Tôi chỉ muốn tới đây thông báo cho mấy người biết á, là ông Trùm bị giết rồi. Mà nghe đâu người giết là Thành Khôi, bạn của mấy người. Mày đòi sang bằng nơi đây. Tao đang tự hỏi mày bản lĩnh cỡ nào mà nói cái việc đó. Đâu mày tới đây mày làm thử coi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.